cáo biển ly kỳ và thú vị về Lionel Messi. Lionel Messi giàu có tới mức độ nào? Câu chuyện tuổi thơ đầy khốn khó và hành trình trở thành một chân sút hàng đầu thế giới của anh đặc biệt ra sao? Hay thực hư về thông tin cậu cả nhà CR7 chết mê chết mệt thần tượng Messi hài hước tới mức độ nào đây? Kính Lúc TV xin chào tất cả các bạn. Có bạn nào đây là fan cuồng của cầu thủ bóng đá hàng đầu thế giới Messi hay không? Thì comment điểm danh xác nhận xuống phần bình luận phía bên dưới nhé. Các bạn thân mến, thật không ngoa khi có thể nói rằng Lionel Messi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trên thế giới với hàng tá những thành tích vô cùng đáng nể. Nhưng đó chỉ là những bề nổi mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy, bởi ẩn chứa đằng sau đó là câu chuyện về cuộc đời đẫm nước mắt và hành trình vượt qua căn bệnh quái ác của anh để vượt lên trên số phận. Và vừa qua thì Kính Lúc TV đã nhận được rất nhiều yêu cầu của các bạn khán giả mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về chân sút số 1 thế giới này. Nên trong video hôm nay, hãy cùng Kính Lúc TV tìm hiểu và khám phá các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu Lionel Messi là ai. Các bạn thân mến, Messi có tên đầy đủ là Lionel Andres Messi Cusitini, sinh ngày 24 tháng 6 năm 1987 tại Rosario của Argentina, nổi danh là mẫu cầu thủ trội về kỹ năng cá nhân và thường xuyên có những pha tự mình xoay sở thành bàn thắng theo cách không ai có thể hình dung được. Về vị trí sở trường, trước đây thì cánh phải của câu lạc bộ Barcelona do Messi đảm nhiệm, nhưng khi huấn luyện viên được chiêm ngưỡng khả năng tự xoay sở của siêu sao Argentina thì anh đã được chuyển qua vị trí trung lộ với vai trò một tiền đạo ảo và nhanh chóng hoàn thiện lối chơi ấy cho đến tận ngày hôm nay. Ở thời kỳ đỉnh cao, anh đã phải khiến cho cả thế giới trầm trồ về kỹ năng cũng như đẳng cấp của mình. Cho tới nay, có rất nhiều những gương mặt tài năng trẻ đang dần dần xuất hiện thì Lionel Messi vẫn chiếm trệ trên ngôi vị với 7 quả bóng vàng, 5 chiếc giày vàng cùng với 34 danh hiệu xuất sắc và 80 kỷ lục Guinness thế giới như vua phá lưới, giải vô địch bóng đá U20 thế giới năm 2005 với 6 bàn thắng, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một năm dương lịch với 91 bàn thắng, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở La Liga với 474 bàn thắng, đồng thời cũng lập kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong mùa giải trên mọi đấu trường, cầu thủ lập nhiều hat-trick nhất ở La Liga với 36 lần hat-trick và nhiều pha kiến tạo nhất ở La Liga, châu Âu và Copa America. Nói chung là nhiều không thể đếm xuể luôn các bạn ạ. Và các bạn thấy sao về thành tích đáng nể của Messi? Đừng quên comment đỉnh của đỉnh để bày tỏ suy nghĩ và ý kiến nha. Tuy nhiên thì ít ai biết rằng trước khi chạm tới đỉnh vinh quang với vô số những giải thưởng danh giá trên thế giới thì Messi đã từng trải qua một tuổi thơ ám ảnh với một căn bệnh quái ác mà tưởng chừng như phải khép lại sự nghiệp sân cỏ của mình mãi mãi. Thứ hai, hành trình từ một cậu bé bệnh tật đến huyền thoại bóng đá. Sinh ra tại một miền quê nghèo ở Rosario, có cha là công nhân và mẹ làm lao công, sớm phát hiện được tài năng bóng đá siêu đỉnh khi mới còn nhỏ. Nhưng sự nghiệp bóng đá của Messi không hề dễ dàng bởi chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng. Chứng bệnh này khiến cho Messi trở nên thấp lùn và phải đối mặt với nhiều vấn đề khác ngoài chiều cao. Giấc mơ chơi bóng của Messi gần như khép lại khi mà gia đình anh không đủ điều kiện để chạy chữa cho anh. Ngay cả đội bóng chủ quản của anh khi đó là River Plate cũng không đủ để chi trả số tiền gần 1.000 đô la, tương đương gần 20 triệu đồng để điều trị cho tài năng triển vọng bậc nhất học viện. Cánh cửa tưởng chừng như đóng sập của Messi bất ngờ được mở ra bởi bàn tay của một ông lớn bóng đá châu Âu, Barcelona. Giám đốc thể thao của Barca thời điểm đó chính là ông Carles Rissas đã không thể cầm lòng khi mà chứng kiến được tài năng và khát vọng chơi bóng của Messi. Một bản hợp đồng nhanh chóng được soạn ra để đưa Messi tới Tây Ban Nha chữa trị tại lò đào tạo chữ danh La Masia và thanh toán toàn bộ chi phí điều trị cho chàng trai trẻ. Nhưng điều đáng chú ý là bản hợp đồng đầu tiên của Messi với Barcelona đã được trình bày chi tiết trên một chiếc khăn giấy vì không có tờ giấy nào vào thời điểm đó. Tại Barcelona, các bác sĩ đã quyết định tiêm hormone tăng trưởng cho Messi nhằm giúp cậu bé này phát triển cơ xương cũng như thể trạng. Tôi phải bơm hormone vào chân mỗi tối, Messi bồi hồi nhớ lại. Sự tin tưởng trong con mắt nhìn người của đội chủ sân Nou Camp đã sớm được đền đáp. Messi đã khổ luyện để vượt qua các chương trình đào tạo và trở thành cầu thủ chính thức của Barcelona năm 17 tuổi. Kể từ đó, sự nghiệp bóng đá của anh bắt đầu thăng hoa như diều gặp gió. Anh đã chính thức có trận đấu đầu tiên vào ngày 16 tháng 10 năm 2003. Với thân hình nhỏ con, Messi dễ dàng luồn lách và làm siếc với trái bóng, khiến cho đồng đội cùng trang lứa phải mắt tròn mắt dẹt và cả những thủ môn đội bạn phải chửi thề vì tần suất ghi bàn khủng khiếp của Messi. Quả thật không quá khi nói rằng kỷ nguyên của Messi là kỷ nguyên vĩ đại nhất trong lịch sử Barcelona. Trong 17 năm thi đấu, Barcelona đã giành được 10 chức vô địch La Liga, 4 Champions League mà trong cả lịch sử chỉ có 5 chức vô địch. Chưa dừng lại ở đó, di sản của Messi cho Barcelona còn là 672 bàn thắng, nhiều nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Chẳng vậy mà trong chiến dịch quảng cáo, hãng Adidas từng gọi Messi là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Và sau này, cụm từ ấy được nhắc đi nhắc lại trên các trang báo để nói về sự vĩ đại của Messi.
Vượt qua khó khăn thử thách, cậu bé năm nào còn mếu máo vì có thể không được chơi bóng đã gặt hái được những vinh quang tột đỉnh trong sự nghiệp của một siêu sao bóng đá. Barcelona, đây chính là nơi đã đưa anh ra ánh sáng, nơi cứu mang anh khi bệnh tật bủa vây. Rõ ràng, Messi đã nợ Barcelona rất nhiều. Đúng là không có thành công nào tự nhiên mà đến, tất cả đều phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt. Do vậy, nếu các bạn có một ước mơ, hãy luôn hết mình và nỗ lực cũng như vượt qua mọi rào cản, tự tin vào bản thân để chạm đến ước mơ của chính mình nhé. Và tiếp theo, hãy cùng khám phá xem độ giàu có của siêu sao Messi xem có thực sự kinh khủng khiếp hoảng hốt như lời đồn không nào. Thứ ba, Messi giàu có tới cỡ nào? Là một trong những cái tên đắt giá được săn đón nhất nhì làng bóng đá. Chắc hẳn khối tài sản của Lionel Messi đang nắm giữ đồ sộ lắm đấy nha. Được biết, tính đến tháng 6 năm 2021, cầu thủ đang được hưởng mức lương cao nhất trên thế giới, bao gồm nhiều khoản khác nhau, là siêu sao người Argentina Lionel Messi được hưởng tới 131 triệu euro trên một năm, tương đương với 3.334 tỷ trên một năm. Vậy là sương sương mỗi tháng cũng được nhận 249 tỷ đồng. Còn đến nay, sau khi rời câu lạc bộ Barcelona, ước tính thu nhập của Messi là khoảng 35 cho đến 41 triệu đô, tương đương với 813 tỷ đến 953 tỷ đồng tại câu lạc bộ Paris Saint-Germain cho mỗi mùa giải. Đó là chưa kể đến phần thưởng cá nhân cho cả đội nếu giành chức vô địch. Bên cạnh đó, cũng như Ronaldo, số lượng các hợp đồng quảng cáo mà Messi đang sở hữu là quá nhiều để có thể liệt kê hết. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là bản hợp đồng quảng cáo trọn đời với hãng thời trang đình đám Adidas. Ngoài ra, Messi cũng đang là gương mặt đại diện cho những thương hiệu nổi tiếng khác như Pepsi, Gillette hay Turkish Airlines, với tổng nguồn thu nhập từ quảng cáo ước tính là 35 triệu đô la, tương đương với 813 tỷ đồng trong năm 2019. Không dừng lại ở đó, siêu sao này còn tập trung đầu tư bất động sản, bao gồm vài ngôi nhà và biệt thự lên tới hàng chục tỷ đồng. Mặc dù so với tổng tài sản thì Messi không thể giàu bằng Ronaldo, nhưng mà số tài sản như thế này thì đúng là cả một đời mơ ước cho hàng ngàn cầu thủ thế giới rồi còn gì. Nhưng mà có lẽ ấn tượng và chói mắt nhất chính là bộ sưu tập xế hộp siêu sang, du thuyền đắt đỏ mà khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ của Messi đấy. Thứ tư, bộ sưu tập siêu xe cực khủng của Messi. Các bạn thân mến, không chỉ nổi tiếng là một trong những cầu thủ giàu nhất trên thế giới, với khối tài sản được cho là lên tới 600 triệu đô, tức là gần 14.000 tỷ, cái tên Messi còn nổi dần dần với độ chịu chơi khi sở hữu hàng loạt xế hộp đắt tiền và ước tính giá trị lên tới hàng chục triệu đô la. Điển hình như là Ferrari 335 Spider Scalisti 1957 với giá trị xương xương khoảng 37,1 triệu đô la, tương đương với 862 tỷ đồng, đã được cầu thủ này đấu giá thành công vào tháng 2 năm 2016. Điều đáng chú ý là kình địch Cristiano Ronaldo cũng từng quan tâm đến siêu xe đắt giá này, nhưng mà kết thúc phiên đấu giá, Messi mới là người cầm chìa khóa. Đắt đỏ không kém chính là chiếc xe 1,6 triệu đô la, tương đương 37 tỷ đồng, Pagani Honda Tricolor, được sản xuất nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày ra đời đội máy bay nhào lộn Forexi Tricolori của Không quân Ý, và chỉ có 3 chiếc được bán trên toàn thế giới, trong đó có một chiếc do siêu sao người Argentina sở hữu. Qua đó đã đủ thấy độ uy tín và chịu chơi chưa nào? Không những thế, siêu sao này còn sở hữu hàng loạt những mẫu xe thể thao của các thương hiệu nổi tiếng như Ferrari, Audi, Mercedes, Lexus với giá trị cả triệu đô la mỗi chiếc. Chưa dừng lại ở đó đâu, vào năm 2018, cầu thủ này cũng đã mạnh tay sắm hẳn một chuyên cơ riêng với giá 16,5 triệu đô, tương đương 383 tỷ đồng. Toàn bộ nội thất của chiếc Gulfstream 5 được bọc bằng gỗ và da đắt tiền. Chuyên cơ có 16 ghế ngồi, có thể bay hơn 14 tiếng liên tục, tốc độ trung bình gần 900 km/h và được mô tả là không khác gì một chiếc khách sạn di động. Ngoài các tiện ích cơ bản như khu vực nghỉ, phòng tắm, nó còn có một nhà bếp hiện đại, một phòng tắm phụ. Messi cũng không quên trang trí những chi tiết độc lạ, bậc thang, bước lên máy bay, in tên của toàn bộ gia đình anh Leo, Antonella, Thiago, Ciro và Matteo. Phần đuôi của máy bay là số áo của anh ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, để lâu lâu đi đổi gió chiêu chiêu sau những trận bóng căng thẳng, Messi còn sắm hẳn một chiếc du thuyền trị giá tới 13,8 triệu đô la, tương đương 320 tỷ đồng, với đầy đủ phòng VIP, phòng tiện nghi và đồ chơi độc lạ như là thuyền kayak hay mô tô nước v.v. Nói chung quá là xịn sò con bò luôn, mình xem là chỉ có biết ước thôi. Cơ mà còn bất ngờ hơn nữa, nghe nói Messi không chỉ giàu, chịu chơi mà lại còn rất chi là trung tính nữa cơ. Thứ 5, câu chuyện tình yêu cổ tích đáng ngưỡng mộ. Các bạn biết không, ngoài tài năng đỉnh cao trên sân cỏ, Lionel Messi còn được biết đến với hình ảnh một ông bố giản dị, mẫu mực, có lối sống lành mạnh cùng với câu chuyện tình đẹp như cổ tích với bà xã Antonella Roccuzzo.
Theo lời kể của chính Messi, mối lương duyên giữa anh và Antonella bắt đầu từ năm 1996. Khi đó, Messi 9 tuổi là một trong những cầu thủ đầy triển vọng của đội bóng Old Dallas Old Boys. Còn Antonella 8 tuổi, sinh ra trong một gia đình giàu có và sống cùng một con phố với Messi ở Argentina. Và thật tình cờ, đồng đội của anh Lucas Scalia lại chính là anh họ của Antonella và họ đã nhanh chóng có buổi gặp đầu tiên tại nhà của Lucas. Tuy nhiên, khoảng cách về địa lý hai bên gia đình cộng thêm khoảng thời gian xa cách khi Messi rời quê nhà sang châu Âu đầu quân cho lò đào tạo trẻ câu lạc bộ Barcelona đã khiến cho tình cảm của cả hai chưa kịp chớm nở đã vội chia xa. Dù vậy, nếu số trời đã định sinh ra là thuộc về nhau thì dù có xa cách bao lâu, chia ly bao lần thì họ vẫn trở lại bên nhau mà thôi. Và quả thật, sau bao nhiêu biến cố thì vào ngày 20 tháng 7 năm 2007, họ đã chính thức trở thành đôi. Thời bấy giờ, Messi là một hiện tượng của bóng đá của thế giới, được người hâm mộ tại Argentina ví như là truyền nhân của Diego Maradona, nên họ đã âm thầm yêu nhau gần 3 năm trước khi công khai ở thời điểm World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2017, cuộc tình thanh mai trúc mã 20 năm trời đã kết thúc bằng một đám cưới ngọt ngào tại một khách sạn xa hoa và sang trọng bậc nhất quê nhà. Hơn 20 năm ở cạnh nhau, vậy mà trong phút giây trao tay và hôn cô dâu, người ta vẫn thấy Messi vô cùng lúng túng và ngượng nghịu. Dường như tình yêu của anh dành cho Antonella, người vợ chính thức của mình, lúc nào cũng nồng nàn và nguyên vẹn như thế. Đến nay, đã trải qua bao nhiêu thăng trầm khó khăn trong sự nghiệp, từ những chấn thương cho đến những thất bại, nhất là cả với đội tuyển quốc gia Argentina, dính cáo buộc trốn thuế và bị tuyên án tù. Nhưng Antonella và ba cậu con trai vẫn luôn ở đó, là bến đỗ, là động lực để giúp cho Messi đứng vững trước mọi sóng gió cuộc đời. Đúng là sau tất cả, chỉ có gia đình là yêu thương chúng ta vô điều kiện phải không? Thật là đáng ngưỡng mộ quá các bạn nhỉ? Và tiếp theo là một sự thật vô cùng bất ngờ và đáng yêu về một trong những fan hâm mộ xịn sò bậc nhất của Messi đấy các bạn ơi. Thứ 6, quý tử nhà Ronaldo là fan cứng của Messi. Các bạn biết đấy, nếu cạnh siêu sao Messi thì cái tên Cristiano Ronaldo hiện đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới và có vẻ như hổ phụ sinh hổ tử, cậu cả nhà CR7 Ronaldo, Gia, đã thừa hưởng vô số những kỹ năng chơi bóng và khả năng săn bàn cừ khôi chẳng kém gì cha mình. Cụ thể là khi trong màu áo U9 Juventus, cậu bé đã ghi tới 58 bàn sau 28 trận ra sân, một hiệu suất vô cùng đáng nể, chẳng kém gì người cha của mình. Có điều, thần tượng của cậu nhóc thì lại chẳng phải là bố mình mà lại là kỳ phùng địch thủ Lionel Messi. Đúng là có thể thấy tầm ảnh hưởng của chân sút người Argentina khủng khiếp tới mức nào rồi đấy. Chính siêu sao người Bồ Đào Nha cũng thừa nhận rằng con trai mình hay xem tất cả những video clip của cả hai trên mạng, nhưng lại luôn miệng nói về Messi và chỉ Messi mà thôi. Thậm chí, cậu cả nhà Ronaldo còn ngang nhiên công khai thần tượng của mình trên mạng xã hội khi đăng tải bức ảnh bắt tay Lionel Messi trong buổi gala trao giải The Beast 2017 cùng với dòng chia sẻ: "Cảm ơn thần tượng của tôi, Leo Messi." Hay như trong lúc ông bố nổi tiếng phát biểu trên bục giải The Beast, Ronaldo, GA vẫn tranh thủ quay sang để ngắm thần tượng Messi lâu hơn một chút. Rồi thì trong lễ trao giải quả bóng vàng năm 2014, vừa thấy thần tượng là cậu lập tức đứng dậy, tiến tới bắt tay, ôm hôn gắt kiểu con đà điểu với cầu thủ mang áo số 10, mặc cho bố và bà nội đang ngồi bên cạnh luôn. Hay đúng là bụt chùa nhà không thiêng rồi các bạn nhỉ? Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá được rất nhiều những điều ly kỳ, thú vị và không kém phần bất ngờ về cuộc đời của Lionel Messi, một trong những cầu thủ xuất sắc, nổi tiếng hàng đầu trên thế giới. Và các bạn cảm thấy sự thật nào gây cho các bạn nhiều ấn tượng nhất? Hãy để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm của các bạn cho mình biết nhé. Nếu thích video thì đừng quên cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.